Bên cạnh những khu đô thị sầm uất luôn náo nhiệt mỗi ngày, còn có một thành phố Lào Cai với các xã vùng ven, nơi có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, yên bình, nơi mà đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn giữ được những nét văn hóa mang đậm bản sắc, thu hút nhiều du khách. Với bốn dân tộc cùng sinh sống, trong văn hóa của mình, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Hợp Thành vẫn giữ được một số nghề truyền thống như nghề làm hương của người Sấy, người Tày, nghề làm chõ xôi, làm bánh, đan lát, nghề thêu may của người Sa Phó. Bên cạnh đó là những làn điệu dân ca dân vũ đang có sức hút với nhiều khách du lịch. Lần đầu tiên tôi đến đây cảm thấy cảnh quan rất là đẹp, lúa rất là xanh, rất là dễ chịu. Tôi rất thích khi được đến tận nơi và ngồi trải nghiệm học nghề làm hương. Những cảnh vật con người và nghề như thế này thì du khách sẽ rất muốn được đến đây để trải nghiệm. Khách nước ngoài người ta đến trải nghiệm ấy, thì mình mong muốn cho bà con trong thôn mình phát triển thêm nữa cái nghề hương làng mình. Hợp Thành đang duy trì các đội văn nghệ và câu lạc bộ bản sắc dân tộc, bà con sẵn sàng biểu diễn phục vụ khi khách có nhu cầu. Việc cấp ủy chính quyền dành sự quan tâm, khuyến khích các hoạt động văn hóa, thể thao hay nghề truyền thống mang đậm bản sắc là giải pháp thiết thực hướng tới phát triển du lịch cộng đồng ngày càng bài bản. Ví dụ như người Tày thì sẽ giới thiệu về các món ăn ẩm thực, người Giấy thì giới thiệu bằng về các cái mô hình nhà ở và các cái nét văn hóa trong sinh hoạt đời sống tinh thần đấy, và người Sa Phó thì đặc sắc của người Sa Phó đó là về cái may thổ cẩm, dệt may thổ cẩm. Năm 2023, thành phố Lào Cai tập trung thực hiện dự án 6, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Tại các xã Hợp Thành, Tả Phời, Thống Nhất, Cốc San sẽ hỗ trợ mở các lớp truyền dạy nét đẹp văn hóa dân tộc, xây dựng các câu lạc bộ, đội văn nghệ, nghề truyền thống, lễ hội, nghi lễ dân gian. Chúng tôi cũng kỳ vọng thông qua chương trình sẽ tạo ra động lực để thúc đẩy du lịch phát triển gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc ít người trên địa bàn thành phố Lào Cai. Với quyết tâm của cấp ủy chính quyền, nhất là ý thức bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống từ chính đồng bào, thành phố Lào Cai sẽ hình thành được nhiều điểm đến mới hấp dẫn để văn hóa gắn với du lịch thực sự mang lại đổi thay trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng Vendô.